Hát thứ hả? Anh hát hả? Dạ không, bạn hát. Đó, hát. Bạn này hát bài Duyên Phận. Bài thứ anh đánh tha thứ. Thử rồi anh. Anh đánh tha thứ thử anh. Thử rồi Nam vậy? Dạ Nam, dạ Nam. Dạ Nam nữa nữa. Dạ Nam, Nam bây giờ chú tính từ son lên lên. Rồi đem đi phóng sức lên xíu. Đây, thử. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Anh bảo đừng quay em nha. Em hát thử đi nha, đừng quay em nha. Kéo sợi dũng mặt nhau nè. Nhân dơ tức là những chữ. Quay hậu trường đó, cái này là cái tình huống bất ngờ mà. Cái này là hậu trường. Cái này là hậu trường á. Không không không, thường thường em. Anh bữa anh thi Việt Nam Got Talent đúng không? Không phải. Dạ, cái đó là siêu bất ngờ phải không? Dạ, siêu bất ngờ. Chứ bất ngờ là không phải em nó kêu mình đi diễn á, nó kêu mình vô mình đánh cho nó biết mình trước rồi mà. Là con gái chưa một lần yêu ai. Bolero hả? Bolero cũng dữ rồi chứ. Em quán quân Bolero 2016 mà. Trời ơi. Em đi Trung Quan không? Em đi Trung Quan nè. Dữ quá hả? Trung Quang nè anh, Trung Quang nè anh. Em biết Trung Quang không? Biết Trung Quang. Hàng xóm em á. Giờ lấy mic cho anh nghe luôn anh. Cho em mượn mic luôn anh. Rồi ok được rồi. Luôn. Không ngờ nha. Không ngờ luôn. Quá đẹp. Đây mình cho nhạc mic thôi. Không thuộc em có bao giờ. Có wifi đây mà. Có wifi luôn. Có đúng rồi. Đúng ghê. Tốt quá. Cho em mượn mic được không? Dạ được chứ, đợi em ha. Đấy nha. Trung Quang hát à? Để Trung Quang hát. Trung Quang hát nè. Trung Quang. Dữ quá không? À, wifi là HNM8551 nha. Anh bảo mà quay em giọng luôn. Em lên 6 anh à, em lên 10 HNM8551. Quay